các anh em đồng nghiệp nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em đồng nghiệp một cái dòng sản phẩm mới, đó là mỡ bò nha các anh em. Mỡ bò thì ai cũng có, ai cũng biết hết ha. Đó, mỡ bò thì ai cũng biết. Thì có rất nhiều loại mỡ bò. Dễ có, mắc có, thường thường các anh em xài thì loại một hộp đó ba mấy ngàn thì nhiều ha, hay là xài mỡ bò bịch loại 25 ngàn một là nửa ký các anh em. Nhưng mà bây giờ những cái dòng mỡ bò đó thì mình không thể nào vô trong cái nồi tay ga được ha. Hay là chén bi cổ thì mình phải xài cái loại cao cấp hơn, ví dụ như phải 60 ngàn hay 70 ngàn một hộp. Đó, chén bi cổ thì mình xài loại này nè các bạn. Chén bi cổ là bạc đạn á, với lại bạc đạn á, mình xài cái loại này nè. Đó, chén bi cổ với bạc đạn mình xài cái loại này ha. Đó, xài cái loại này. Để mình quay camera sau lại ha. Đó, về chén bi cổ mình xài loại này ha, 60 ngàn hộp ha. Đó, nó 60 ngàn một hộp. Đó, nó chịu nhiệt được 120 độ cho các anh em. À, cái mình xài ba cái loại mỡ bò dởm á, là vô nó mình chạy một thời gian á anh em, cái là mà mỡ bò nó khô lại á, nó khô lại cái đầu nó chén bằng cỏ hay bằng đạn thì mình xài này, còn cái kia á mình chạy thời gian mỡ bò nó khô lại, cái đầu nó có hiện tượng là bị nặng ha. Còn mà về đó về cái dòng tay ga thì các anh em nè, mình chia sẻ với anh em á là xài cái loại này ha, mỡ bò tép. À, tép nó giống như tép silicon vậy đó. 420ml ha. Nó chịu nhiệt được tới 150 độ nha các anh em. À, nó chịu nhiệt tới 150 độ. À, 150 độ C, còn độ ép nó 302 ha. Thì á đó, thì mình khuyên các anh em á, đây là mình ý kiến của mình thôi nha. Còn các anh em muốn xài cái loại gì thì xài. Bước vô kêu cửa con. Bước vô kêu cửa, em kêu là anh đang làm. Gõ cửa các nghe. Đó. Thì ý kiến của mình thôi, còn anh em muốn xài loại nào thì xài, các anh em nào biết rồi thì thôi bỏ qua, còn anh em nào không biết á thì đây mình chia sẻ. Để cho anh em mình làm cho cái nồi tay ga, thì cái nồi tay ga mình nhét chát bao bảo bộ tường vô á, nó sẽ bị nóng lên nó chảy ha, nóng mà nó chảy ra còn nó quăng lên bố rồi ở kia nó sẽ bị tụt bố, sẽ làm mất uy tín của mình ha. Đó, mình giới thiệu, mình chia sẻ cái chai này cho anh em, để anh em mình cùng xài ha, cùng làm tốt cho công việc ha. Đó, cùng làm tốt trong công việc để chất lượng công việc nó cao hơn ha. Chứ mình làm mà nhiều khi á, đồ mình có xài rất là ngon, đồ mình xài được tốt, còn đồ trên hãng không mà mình chơi mỡ bò dởm vô á, rồi nó chảy ra, nó quăng ra, tột nồi giật giật chảy này họ kia đâu mà thắt cái chê bắt đầu đó lại đổ đồ mình, nói mình là làm bù mía làm bù bắp nữa đó. Mình chia sẻ cho anh em vậy thôi đó. Những cái mỡ bò đó mình vô cái trong cái bô ly á, nó rất là ok ha. Còn một loại mỡ bò đó các anh em, nó mắc lắm, một tép tới 1 triệu mấy á, thì các anh em phải mua nguyên một cái bu ly nó mới có tiếp mỡ bò đó. Nó cũng chịu nhiệt rất là cao cấp, nó sử dụng cho bu ly không à, đó chỉ là một cái bu ly chỉ có một tiếp mỡ bò đó duy nhất, thị trường không có bán. Tại cái tiếp mỡ bò nó nhỏ nhỏ vậy mà tới 1 triệu mấy anh em. Đây nè, cái nhỏ nhỏ vậy mà nó 1 triệu mấy, tại vì mua không có, mình phải mua cái bu ly, mình phải mua nguyên cái bu ly mới có cái tiếp mỡ bò này. Thành ra mình chơi lại được rồi. Đó, 460 ngàn. Trên thị trường ở trên Lagada nó có bán anh em. Đó, có loại là 600 mấy, có loại 300 mấy, loại 200 mấy. Nhưng mình vô mình xem rồi, nó không có comment, không có bình luận, chưa có người mua. Thành ra chưa có ai bình luận về cái dòng mỡ bò đó hết, nên mình không dám đặt hàng vậy. Đó, mình các em mới vô đây đi ra đi hỏi vòng vòng mấy cái tiệm mà con tùng lớn đó anh em. Nhiều khi nó có bán nha anh em. Đó, nó có bán dòng mỡ bò này ha. À, hôm nay mình chia sẻ thôi, chia sẻ với anh em gửi mỡ bò này, chứ mình không có bán mỡ bò cho các anh em. Để anh em xài mình cho nó tốt cho cái xe của người ta nữa ha, khỏi cái mang tiếng của mình.
ok nha, bye các anh em nha, hẹn gặp lại các anh em vào clip lần sau ha.